Tiếp chấp 36 của bộ truyện đệ tử tu luyện, ta nằm chơi thành tiên đế. Tiêu huyền nhìn hắn nhíu mày tự hỏi, Diệp Thu Hàn đây là linh lực hỗn loạn, sắp tẩu hỏa nhập ma ư. Diệp Thu Hàn đưa bàn tay ra phía trước điều khiển một thanh kiếm bay lên, đôi mắt sáng rực đầy vẻ ma quái vừa cười vừa nói. Hắn cưỡng ép đẩy một phế vật như ngươi lên thành thiên tài, hắn cũng thật nỡ bỏ ra tất cả. Hắn nhìn thanh kiếm đang nằm trong lòng bàn tay mình bằng gương mặt của một tên ác ma thực sự rồi cười tự tin bảo, Lẽ nào hắn cho rằng, ta chỉ biết bộ Phi Yến kiếm pháp hắn dạy chứ? Dứt lời hắn vụt mạnh thanh kiếm đang tỏa ma khí màu đỏ trong hình dáng một con rồng hung ác về phía Lâm Chỉ nhưng cô nhanh chân bay lên tránh kịp. Luồng ma khí chém thẳng xuống đất làm cho chỗ tiếp giáp bị nứt vỡ ra. Diệp Thu Hàn cao ngạo nói tiếp, "Kiếm pháp này là Thiên giai hạ phẩm, là Vương trưởng lão của Đệ Lục Phong chuyên tìm cho ta. Ngươi và Tiêu Huyền, có lẽ chưa từng gặp kiếm pháp Địa giai trở lên nhỉ?" đồng thời chỉa thanh kiếm đâm thẳng về phía thân người của Lâm Trĩ. Nhưng một lần nữa với thân thủ linh hoạt cô đã bay lùi về phía sau né được. Lâm Trĩ mặt mày tươi tỉnh khẽ mỉm cười. Ha! Đừng nói thiên giai kiếm pháp. Coi như là thiên giai bảo kiếm. Ta cũng có. Vốn dĩ còn cảm thấy. Đối phó con hàng như ngươi không dùng tới bảo kiếm. Nhưng nếu ngươi đã đáng thương như vậy. Lấy được một bộ thiên giai kiếm pháp liền đắc ý. Ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút. Vừa nói cô vừa rút ra một thanh bảo kiếm nhanh như chớp chém một đường về phía thân người của Diệp Thu Hàn, khiến thanh kiếm trên tay hắn bị tuột ra rơi xuống đất. Cô cúi đầu thở dài ngao ngán rồi nói giọng chán ghét. Còn về bộ thiên giai kiếm pháp ngươi nói này sao? Ta thấy cũng chỉ như vậy. Cho ngươi dùng chẳng đi đâu tới đâu. Càng huống hổ. Nói tới đó cô ngừng lại chừng mắt nhìn hắn. Nhẹ xoay một vòng kiếm liền tạo ra phi yến kiếm pháp trong phút chốc như để trêu tức đối thủ rồi buông lời rèm pha có những người bản thân phế vật thì đừng trách lên người kiếm pháp thân người diệp thu hàn một lần nữa đổ gục xuống hai đầu gối chạm đất hắn thất thần giơ đôi bàn tay mình lên trước mắt ngắm nhìn rồi nói như người mất hồn ta à, ta lại bị lâm trĩ bị con hầu rửa chân đánh bại nữa sao lâm trĩ nhìn bộ dạng thảm hại đó của hắn thì mở lượng hải hà bảo cùng là đồng môn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi bây giờ nhận thua ngươi còn kịp xuống dưới điều tức nếu không tẩu hỏa nhập ma rồi, ta sẽ vì tông môn trừ hại. Nghe đối thủ nhượng bộ, Diệp Thu Hàn lại càng thấy mình tệ hại. Hắn lấy tay che mặt giấu đi sự bẽ bàng cười cay đáng nói. Ha ha ha, ta lại thua rồi. Tiêu huyền vậy mà ngay cả thiên giai bảo kiếm cũng lấy ra. Hại ta thua một con hầu rửa chân. Cười nói điên dại một hồi hắn càng cảm thấy tức giận tột độ. Tâm ma dần xâm chiếm thần trí. Hắn ngước mặt lên trời. Cung hai cánh tay lên cao hét lên điên loạn. Đây không thể nào. Sao ta có thể thua? Cùng với đó luồng ma khí từ cơ thể hắn bốc lên cao ngùn ngụt như vòi rồng dung nham núi lửa chuẩn bị phun trào, nhấc bổng cả những thanh kiếm địa giai đang nằm trên mặt đất bay lên theo. Trưởng môn Trương Hạc nhìn Diệp Thu Hàn lúc này trong đầu ông đột nhiên hiện ra mảnh ký ức năm nào, thầm cảm thán trong lòng. Cảnh tượng này, giống hệt người năm đó tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ tới đó ông liền bừng tỉnh lớn tiếng ra lệnh, Diệp Thu Hàn đây là sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, lập tức tạm dừng đại bỉ. Người dẫn dắt trận đấu nghe vậy liền gõ lên tấm chiêng tuyên bố, đại bỉ tạm dừng, đệ tử hai bên tức tốc xuống sân. Lâm Chỉ nghe vậy cũng chấp hành hiệu lệnh quay người bỏ đi nhưng không quên quay đầu buông thòng một câu xỉa xối, coi như người may mắn, phế vật. Diệp Thu Hàn giận tối tăm mặt mũi, hắn như tên ác ma mất đi thần trí đưa bàn tay về phía trước bất chấp lời của nói của trưởng môn, lớn giọng bảo, muốn đi sao? Ta không cho phép. Dứt lời từ thân người hắn phóng ra nhiều thanh kiếm khí màu đỏ như tên lửa về phía trước. Lâm Chỉ ngoái đầu nhìn lại liền nhoẻn miệng cười nham hiểm cảm thấy ưng bụng nói, ngược lại vừa hợp ý ta. Nói xong mấy lời đó, Lâm Chỉ hiên ngang đưa một tay về phía trước vận khí chống đỡ, đồng thời nói, ta muốn để ngươi xem thử, không chỉ là phi yến kiếm pháp, hoặc là bất cứ kiếm pháp nào khác, cho dù là ngự kiếm thuật, Cùng lúc này những thanh kiếm khí do Diệp Thu Hàn phóng ra đang lao vút trong không trung đột nhiên bị những tia linh khí màu tím không chế kêu ken két, rồi đứng sững lại không thể di chuyển được nữa. Không bao lâu sau, những đạo kiếm khí đã bị vô số luồng khí tức sắc tím bao phủ hoàn toàn và lao vun vút dũng mãnh như những con rắn khổng lồ quay ngược trở lại về phía chủ nhân của nó. Kèm theo đó là thanh âm đầy sự chế diễu của Lâm Trĩ, "Ta được sư tôn chỉ dạy, cũng không phải một phế vật như ngươi có thể đạt được." Diệp Thu Hà nhìn những mũi kiếm đang lăm le ở trước mặt mình thì thất kinh hồn vía. Mặt mày co rúm sợ hãi. Trưởng môn Trương Hạc thấy vậy cũng hoảng hồn đứng bật dậy đưa tay ngăn lại. Rồi rít la lên. Lâm chỉ sư chát. Tiêu huyền nhắm mắt giơ hai ngón tay lên ra hiệu giọng khuyên can. Tiểu chỉ nhi. Đừng quá nóng này. Lâm chỉ cũng giơ hai ngón tay lên đáp lại. Gương mặt lộ vẻ tinh nghịch đáp. Sư tôn yên tâm. Con tự có phân phó. Lời của Lâm Chỉ vừa dứt cũng là lúc những thanh kiếm khí xé gió bay xẹt ngang qua đầu của Diệp Thu Hàn. Hắn nhìn những làn khí tím lướt ngang qua gương mặt mà và mồ hôi hột. Vết thương trên bờ má hắn lúc này được tạo hình thành một chữ chính vô cùng rõ rệt như để nhắc nhở hắn phải sống ngay thẳng. Trên đỉnh đầu phần tóc gần hai bên thái dương bị cạo sạch từ trước ra sau trông vô cùng hài hước. Hắn không biết được điều này. Thấy mình bình an vô sự sau màn đấu kịch tính vừa rồi thì thoát bụng tự hỏi. a, à, ta chưa chết sao? bên trên khán đài bắt đầu rộ lên những chàng cười đủ kiểu, kèm theo đó là những lời chế nhạo. Tạo hình này của Diệp Sư Huynh thật là không được, không thể cười, phụt, nhịn không nổi, ha 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 ha, ta cười trước. Diệp Thu Hàn nhìn lên khán đài mà trong lòng hoang mang tột độ, ngơ ngác hỏi, các ngươi đang cười cái gì, là đang cười ta sao?